người muốn học tiếng Hebrew hay tiếng Do Thái cổ điển thời Kinh Thánh, nhưng họ thấy việc đó quá khó khăn hoặc đáng sợ nên đã sớm bỏ cuộc. Một số ít người học có tiến bộ, nhưng sau đó phải vất vả để ghi nhớ và sử dụng những gì mình đã học. Vấn đề nằm ở đây. Hầu hết mọi người trên thế giới này không thể học ngôn ngữ bằng sách giáo khoa và ghi nhớ một lô các quy tắc. Thay vào đó, cách tốt nhất để chúng ta học một ngôn ngữ là trải nghiệm nó, tức là nghe và nói ngôn ngữ đó. Mọi người đều có khả năng học ngôn ngữ một cách tự nhiên, giống như cách họ đã học nói tiếng mẹ đẻ khi còn nhỏ. Hãy nghĩ xem, bố mẹ bạn không dạy bạn đọc bảng chữ cái và học quy tắc ngữ pháp khi bạn còn nhỏ. Bố mẹ bạn chỉ đơn giản là trò chuyện với bạn, bạn lắng nghe, sau đó bắt đầu hiểu và dần dần tập nói. Lúc đó, bạn đã sẵn sàng để học bảng chữ cái. Các video miễn phí của chúng tôi giúp bạn trải nghiệm phương pháp học tự thẩm thấu này. Càng xem các video nhiều, bạn càng nâng cao khả năng nghe hiểu của mình. Cách học ngôn ngữ tự nhiên này vừa thú vị, lại hiệu quả hơn nhiều theo thời gian. Bởi vì âm thanh và ngữ pháp của tiếng Do Thái đi vào bộ nhớ dài hạn thông qua việc lặp đi lặp lại và sử dụng. Sau khi học từ vựng và ngữ pháp một cách trực quan qua các video của chúng tôi, bạn sẽ được tiếp xúc dần dần với bảng chữ cái tiếng Do Thái và cuối cùng là học cách đọc. Chúng tôi đang xây dựng khóa học video miễn phí này để giúp những người dịch Kinh Thánh và hội thánh trên khắp thế giới học tiếng Do Thái thời Kinh Thánh và gia tăng sự hiểu biết của họ về lời Chúa. Bạn sẽ không nghe thấy tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Do Thái trong các video miễn phí của chúng tôi. Vì thế, bất kỳ ai cũng có thể theo dõi và học hỏi. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn trải nghiệm tiếng Do Thái như một ngôn ngữ sống động, thay vì ghi nhớ một danh sách dài các quy tắc, ngữ pháp và từ vựng. Và bạn chẳng cần cuốn sách nào hết. Đừng ngạc nhiên nếu như ban đầu bạn cảm thấy hơi mất phương hướng. Đó là điều bình thường thôi. Bạn có thể sẽ cảm thấy mình trở lại như một đứa trẻ và phải hết sức cố gắng để đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi, việc đó khiến những người lớn chúng ta cảm thấy không thoải mái, nhưng đó là một phần của việc học tập. Hay giữ thái độ tích cực, nếu bạn kiên trì xem đi xem lại các video, thì các âm thanh và cấu trúc ngữ pháp sẽ bắt đầu trở thành một phần của bạn. Càng chăm chỉ học, bạn sẽ càng bắt đầu nhận thấy giá trị thiết thực của việc thực sự học ngôn ngữ thay vì chỉ học cho biết về ngôn ngữ đó. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đã học được biết bao nhiêu điều chỉ sau một vài video. Cũng đừng lo lắng nếu như bạn không thể nhớ tất cả các từ vựng ngay từ đầu. Chỉ cần thư giãn và xem lại video thôi. Bạn sẽ tiếp tục nghe lại từ đó trong các video sau. Vì vậy, bạn không cần phải căng thẳng để ghi nhớ từ vựng đó ngay lần đầu tiên. Ngoài ra, điều quan trọng là cần xem các bài học theo đúng thứ tự, theo danh sách phát mà chúng tôi có đính kèm, có đường dẫn ở phần mô tả. Bạn còn chờ đợi điều gì nữa? Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bắt đầu học tiếng Do Thái thời Kinh Thánh. Vui lòng giúp chúng tôi chia sẻ các bài giảng miễn phí này với bạn bè từ các quốc gia khác. Bất kỳ ai cũng có thể quan tâm đến việc học tiếng Do Thái và hãy cầu nguyện cho chúng tôi tiếp tục sản xuất video miễn phí hơn thế nữa để giúp bạn trải nghiệm niềm vui lời của Chúa trong ngôn ngữ gốc tuyệt đẹp của lời Ngài. Shalom!